Bạn có thể không cần phải giàu có, bạn có thể không cần phải quá là xinh đẹp, nhưng khi bạn có những cái giá trị của một cái người phụ nữ thanh lịch thì chắc chắn là bạn sẽ hấp dẫn những cái người đàn ông mà họ muốn đến với bạn và muốn xây dựng một cái tương lai lâu dài. Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 lý do tại vì sao đàn ông yêu thích phụ nữ thanh lịch. Hôm trước có một bạn gái đặt cho mình câu hỏi rằng cô ta là một người phụ nữ trung bình và nhan sắc cũng ở mức độ trung bình thì làm sao có thể được những anh chàng chú ý và quan tâm tới? Thì câu trả lời của mình dành cho bạn rằng bạn nên tự rèn luyện mình trở nên một người phụ nữ thanh lịch thì chắc chắn bạn sẽ được nhiều người đàn ông quan tâm tới bạn. Mỗi một người đàn ông thì sẽ hẹn hò với những cái mẫu phụ nữ cụ thể khác nhau. Bởi vì mỗi một người đàn ông thì họ sẽ thích những mẫu người phụ nữ khác nhau. Nhưng mà cuối cùng thì những người đàn ông sẽ chọn lựa cưới những cái người phụ nữ mà phù hợp với họ nhất trong số những cái người mà họ đã từng gặp. Người ta nói là đàn ông lựa chọn vợ cũng giống như là chúng ta đi mua giày vậy đó các bạn. Khi các bạn bước vào một cửa hàng giày thì các bạn sẽ bị bắt mắt hoặc các bạn sẽ lựa chọn đầu tiên đó là những cái đôi giày mà kiểu dáng đẹp đẽ, bắt mắt, sang trọng và thời thượng. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn mua những cái đôi giày mà nó vừa chân chúng ta nhất, những cái đôi giày mà nó đem cho chúng ta cái sự thoải mái và nó phù hợp với chúng ta nhất. Thì đó là lý do tại sao mà đàn ông sẽ yêu thích và lựa chọn những cái người phụ nữ thanh lịch. Trong những cô gái mà có cái tính cách tốt đẹp và lịch thiệp thì những cô gái thanh lịch sẽ rất là dễ đốn ngã trái tim của các chàng trai. Bởi vì các người đàn ông họ tin rằng những cô gái thanh lịch thì phù hợp để có thể làm những cái người vợ tương lai. Họ sẽ muốn cưới những cái cô gái mà có cái tính cách lịch thiệp và tử tế. Bởi vì sâu xa những cái gì mà đàn ông họ mong muốn ở trong cuộc sống thì nó cũng không có khác với lại phụ nữ là mấy các bạn. Đàn ông thì họ cũng muốn những cái mối quan hệ bền vững và đem lại cho họ cái sự thoải mái. Và mình sẽ đưa ra ở đây 5 cái lý do tại vì sao đàn ông họ yêu thích những người phụ nữ thanh lịch. Cái lý do đầu tiên đó là đàn ông họ tin rằng những người phụ nữ thanh lịch thì sẽ phù hợp với vai trò người vợ kiểu mẫu một cách dễ dàng. Bởi vì cái hình ảnh mà lịch thiệp, mẫu mực và duyên dáng của cô ta. Chắc chắn là không có anh chàng nào muốn có một người vợ thô lỗ hay là vụng về. Cho nên cái điều này hoàn toàn dễ hiểu phải không các bạn? Và cái lý do thứ hai đó là sự thanh lịch nó sẽ không có bị tàn phai theo thời gian. Các bạn có thể thấy là nhan sắc cho dù là một người đẹp thì nó cũng sẽ bị nhạt phai theo thời gian. Kể cả những người đàn ông thì họ cũng hay nói đùa với nhau là nếu mà có lấy hoa hậu về thì nhìn mãi nó cũng sẽ chán đó các bạn. Nhưng mà ở bên cạnh một người phụ nữ thanh lịch thì cái tính cách của cô ta nó sẽ không có thể nào mà tàn phai theo thời gian. Một cái nết na của một người phụ nữ thanh lịch nó là một cái điều mà thời gian nó không có thể nào làm thay đổi được. Cho nên khi một người đàn ông muốn ở bên cạnh một người phụ nữ lâu dài thì họ sẽ không lựa chọn cô ta bởi vì nhan sắc mà họ sẽ lựa chọn cô ta bởi vì cái tính cách. Và chắc chắn những người phụ nữ thanh lịch sẽ là những cái sự lựa chọn đầu tiên. Và cái lý do thứ ba đó là khi người đàn ông lựa chọn những người phụ nữ thanh lịch thì chắc chắn sẽ làm cho mẹ của anh ta hài lòng. Nó là một cái điều rất là khó khăn khi mà anh chàng muốn giới thiệu cô bạn gái với mẹ của mình. Anh ta sẽ lo lắng là không biết là mẹ của mình có hài lòng với người bạn gái của mình không. Và những cô gái mà không có được những cái sự nết na hay là những cái sự duyên dáng cần thiết thì anh ta sẽ bị problem với mẹ của anh ta. Đó là một cái điều chắc chắn rồi các bạn. Cho nên những người phụ nữ thanh lịch thì có thể rất là dễ dàng làm mẹ của anh chàng hài lòng. Và lý do thứ tư đó là sự chấp nhận của xã hội. Có những anh chàng họ sẽ hẹn hò với những cô nàng có phong cách phóng túng. Nhưng mà chắc chắn anh ta sẽ không có cảm giác thoải mái khi anh ta đưa cô ta đến dự những cái buổi tiệc quan trọng. Bởi vì cái sự chấp nhận của xã hội nó đóng một cái vai trò vô cùng to lớn trong cái việc mà đàn ông họ xác định cái hình mẫu của người phụ nữ mà họ chọn lựa. Và cái lý do thứ năm đó là người phụ nữ thanh lịch thì có thể trở thành một người mẹ lý tưởng. Anh ta cần một người phụ nữ có đầy đủ những cái tiêu chuẩn để có thể trở thành mẹ của con anh ta.
Và để có thể trở thành một người mẹ tốt của con anh ta thì anh ta phải cần một người phụ nữ có những cái tiêu chuẩn truyền thống, có những cái giá trị nhất định. Cho nên là người phụ nữ thanh lịch là một cái mẫu người mà đàn ông họ tìm kiếm để có thể làm mẹ của con họ. Và chỉ với 5 cái lý do đơn giản này thôi thì mình nghĩ là mình đã có thể thuyết phục các bạn gái nên tự rèn luyện mình trở thành những cái mẫu người phụ nữ thanh lịch. Bạn có thể không cần phải giàu có, bạn có thể không cần phải quá là xinh đẹp, nhưng khi bạn có những cái giá trị của một cái người phụ nữ thanh lịch thì chắc chắn là bạn sẽ hấp dẫn những cái người đàn ông mà họ muốn đến với bạn và muốn xây dựng một cái tương lai lâu dài với bạn. Ông bà mình hay nói cái câu là cái nết nó đánh chết cái đẹp. Cái nết mà ông bà mình nói tới ở đây, theo như mình nghĩ và mình muốn giải thích với các bạn ở đây, đó là nết na của một người phụ nữ thanh lịch. Cho nên người phụ nữ thanh lịch thì sẽ có rất là nhiều ưu điểm. Ví dụ như hai cô gái mà có những cái tiêu chuẩn tương đương như nhau về học thức, về background, về nhan sắc. Nhưng mà mình nghĩ là cô gái nào mà có những cái tính cách của người phụ nữ thanh lịch thì cô đó sẽ có được nhiều điểm hơn trong mắt của những anh chàng. Những bạn gái trẻ mà cho rằng những cái tính chất của người phụ nữ thanh lịch là xưa rồi, là lạc hậu, là cổ điển rồi, đó là các bạn đang rất là sai. Nó có những cái giá trị mà nó luôn trường tồn với thời gian. Cho nên trong cái video clip ngắn này, mình muốn nhắn nhủ với các bạn gái rằng nếu như các bạn không đẹp, các bạn không có giỏi, các bạn không có nhiều những cái điểm nổi bật thì các bạn cũng không có cần phải lo lắng quá. Nên luyện tập cho mình trở thành một cái người phụ nữ thanh lịch thì chắc chắn một cái ngày không xa, tình yêu nó cũng sẽ đến với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi sự chia sẻ của mình. Nhớ comment cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.